bé ngủ ngon của Fanway Radio. Anh Năm Đám ơi. Ơi, sao giọt sương? Anh Năm Đám nhìn nè, huy chương của em đẹp chưa? Hôm qua em giành được nó trong cuộc thi hát 10 ngày nhà giáo Việt Nam á. Đâu đâu, đưa anh mượn coi coi. Ồ, đẹp quá ha. Năm nay hưởng ứng phong trào trái đất xanh nên trường mình làm huy chương bằng gỗ đẹp quá he. Dạ. Mà hôm qua giọt sương hát bài gì á? Em tự đàn piano rồi em hát bài Người Thầy á. Mọi người chấm điểm cho em cao hơn bạn Ngân một chút xíu, cho nên là em mới giành được huy chương. Bạn Ngân hát bị lạc nhịp á anh Đâm Đóm, nghe tức cười gì đâu á. Nhạc đi một đằng, bạn ấy hát một nẻo, mọi người cười quá chừng chừng luôn. Ủa mà Ngân cũng thi hả? Anh dạ. Nhớ Ngân hát cũng hay lắm mà. Hay là hôm đó bạn Ngân bị sao nên mới hát như vậy chứ? Nhưng sao em không an ủi Ngân mà còn cười bạn đó nữa? Hẳn là lúc về Ngân mắc cỡ và buồn lắm cho coi. Ủa sao em lại phải an ủi? Chắc là do bạn ấy không có chịu tập luyện chứ gì. Em á, ngày nào em cũng dành ra cả tiếng để mà tập đàn với lại tập hát hết trơn á. Anh Năm Đóm không nhớ hay sao? Cho nên là em giành được giải thưởng là đúng rồi. Còn bạn ấy hát buồn cười như vậy á, mọi người cười là đúng rồi. Anh mà ở đó chắc cũng mắc cười cho coi á. Hey, chán giọt sương ghê á. Chú dạy giọt sương sao giọt sương có nhớ không? Mà anh thấy giọt sương có vẻ hơi kiêu ngạo đó nha. Giọt sương có biết những khả năng mà giọt sương có được đến từ đâu không? Thì em sinh ra là đã hát hay rồi. Với lại em cũng chăm chỉ luyện tập nữa. Anh không nghe người ta nói hả? Có công mài sắt có ngày nên kim còn gì. Thôi, giọt sương nói như vậy thì anh nghĩ rằng bây giờ anh với giọt sương cùng nghe câu chuyện này đi. Rồi giọt sương sẽ hiểu được rằng là những khả năng đó của giọt sương từ đâu mà có nha. Dạ. Câu chuyện tôn vinh không đúng chỗ. Kim mỉm cười khi nghe Hậu đánh vần sai từ cuối cùng của một quận. Hậu đã thêm chữ G sau chữ kiển. Đến lượt thi của mình, Kim đánh vần lại một lèo. Ư ơ cờ ước phờ ước phước sắc phước y e n yên ca yên kiên hỏi kiển phước kiển. Cô bé cười toe toét với Hậu khi cậu ấy cúi gầm mặt xuống đất. Khán giả thì vỗ tay, Kim được trao giải thưởng cao nhất trong buổi thi ngày hôm đó. Kim là học sinh trẻ nhất từng nhận được giải thưởng và cô bé sẽ tham gia cuộc thi cấp thành phố trong một vài ngày sắp tới. Kết thúc buổi thi, rất nhiều người đã đến chúc mừng Kim và trên đường về nhà, bố đã nói: Kim à, bố rất tự hào về thành tích của con. Bố mẹ thấy con rất là xứng đáng. Con đã luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Kim mỉm cười và liếc nhìn vào chiếc huy chương trên cổ mình. Tuy nhiên, bố mẹ quan tâm tới thái độ của con nhiều hơn. Bố nói tiếp. Kim ngước lên, có vẻ bối rối. Ý của bố là sao ạ? Mẹ đang ngồi ở ghế trước, quay đầu lại phía sau nhìn Kim. Có lẽ con đã rất vui khi thấy Hậu đánh vần sai và không nhận được giải thưởng tối hôm nay. Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 101 câu 5 cho chúng ta biết rằng Chúa ghét sự tự cao và sự kiêu ngạo đó con. Nhưng bố mẹ thấy con có vẻ rất tự hào vì đã đánh bại bạn ấy. Nhưng điều đó không công bằng. Con đã luyện tập chăm chỉ mỗi đêm trong 2 tháng. Con thắng bạn ấy thua. Bố mẹ cho rằng con không được phép vui mừng hay sao? Bố nhìn Kim qua chiếc gương chiếu hậu và nói: Ồ, tất nhiên là con có thể vui mừng vì mình đã chiến thắng và hài lòng với những gì con đã thể hiện tốt. Con giành được giải thưởng tối nay, nhưng con cũng cần biết con nhờ đâu mà đạt được điều đó. Ý bố là con giành được chiến thắng là bởi vì Chúa cho con có khả năng để làm những điều này, phải không bố? Đúng là như vậy rồi. Bố khẳng định, con cần phải dâng sự vinh hiển lên cho Chúa. Ngài muốn chúng ta sử dụng những khả năng Ngài ban cho để làm vinh hiển danh Ngài và cho người khác thấy tình yêu của Ngài. Điều đó có nghĩa là biết ơn Ngài vì tất cả những gì chúng ta có thể làm và nhã nhặn với người khác. Tối hôm đó, Kim treo huy chương lên chiếc gương tủ quần áo của mình, rồi viết một tấm thiệp nhỏ cho Hậu. Chúc mừng cậu bé đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Sau đó, Kim cảm ơn Chúa vì những món quà mà Ngài đã dành tặng cho cô bé và cầu xin Ngài giúp cô sử dụng chúng cho sự vinh hiển của Ngài chứ không phải của riêng cô bé.
Sao rồi? Nghe xong giọt sương có biết những khả năng giọt sương có được đến từ đâu không? Dạ em biết rồi. Vậy nói anh nghe thử coi. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Em học được câu kinh thánh này trong Philip đoạn 2 câu 3 á. Wow, hôm nay biết lấy luôn cả câu kinh thánh để trả lời anh đom đóm luôn ha. Giọt sương trả lời đúng rồi đó. Các em nhỏ ơi, có điều gì các em làm chỉ để được người khác khen ngợi hay không? Anh đom đóm hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ nhắc các em nhớ lại những tài năng chúng ta có đều đến từ nơi Đức Chúa Trời cả. Ngài muốn chúng ta phải dâng vinh hiển cho Ngài bằng cách cảm ơn Ngài và cư xử tử tế với người khác đó nha. Bây giờ anh mời Giọt Sương và các em hãy cùng cầu nguyện với anh đom đóm nha. Dạ. Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài đã ban cho con những khả năng và những ân tứ đặc biệt. Cầu xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng những điều Ngài ban cho để làm vinh hiển danh Ngài thay vì chỉ nhận được những lời khen từ người khác. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Các bạn nhỏ ơi, tới giờ chúng ta phải đi ngủ rồi nè. Chị Giọt Sương và anh Đom Đóm chúc cho các bạn có một giấc ngủ thiệt là ngon giấc và mơ thật là đẹp nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giấc mơ đã đến rồi, chẳng sao sáng dịu kỳ, tình Chúa cho con người. Ngủ à nhé bé ơi, tiếng ru Chúa êm đềm, Giê-xu